Nếu gọi chấn thương là kẻ thù không đội trời chung của các vận động viên thể thao, có lẽ là không sai. Chấn thương không chỉ khiến các vận động viên bị hành hạ, đau đớn về thể xác, mà đôi khi những dư chấn về tâm lý do chấn thương gây ra có lẽ lại khiến cho các vận động viên dễ bị tổn thương và suy sụp nhiều hơn. Bùi Thị Nga hiện đang là trụ cột của thông tin Liên Việt Postbank, đang ở đội 9 của sự nghiệp. Vì vậy, cái cảm giác phải là người ngoài cuộc đúng là rất khó để chấp nhận. Cái chấn thương này đến với em cũng rất là bất ngờ. Đến bây giờ thì em cảm giác em cũng chưa thể tiếp nhận được cái chấn thương đấy. Mà lại xảy ra trước khi đội lên đường thi đấu. Đứt dây chằng chéo sau trong một buổi tập cách đây khoảng 10 ngày, theo chuẩn đoán của bác sĩ. Với chấn thương này, Nga ít nhất mất khoảng 5-6 tháng để tập luyện và hồi phục sau khi tiến hành ca phẫu thuật. Tuy nhiên, việc bình phục chấn thương và trở lại thi đấu lại phụ thuộc nhiều vào tinh thần và thái độ của chính bệnh nhân. Cũng có một vài lần suy nghĩ là hơi bi quan một chút, nhưng mà cái tinh thần chiến sĩ, tinh thần thể thao đã giúp em lấy lại được cái sự lạc quan trong cuộc sống. Nhiều đồng nghiệp và cổ động viên nói Bùi Thị Nga là may mắn. Chị may mắn là vì được đào tạo trong môi trường mà tinh thần và sự đoàn kết luôn được đề cao. Bùi Thị Nga gặp chấn thương là một thiệt thòi cho đội bóng cũng như cá nhân bản thân chị. Chính vì vậy, việc quan tâm kịp thời của lãnh đạo, cán bộ cơ quan, Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc đã khiến cho sợi dây kết nối tinh thần và tình cảm đã tồn tại bấy lâu nay trở lại khăng khít hơn. Điều có lẽ là rất cần cho một vận động viên như Bùi Thị Nga vào lúc này. Chúng tôi luôn luôn chia sẻ, quan tâm vận động viên một cách kịp thời để chị em luôn luôn có ý chí phấn đấu tốt ở mọi thời điểm, ở mọi nơi, mọi lúc. Thời điểm hiện tại, Bùi Thị Nga đang dần tìm lại sự cân bằng về tâm lý cho bản thân mình. Trước khi bước vào ca phẫu thuật nối lại dây chằng, có thể ngay trong tuần này nếu như những xét nghiệm sắp tới của bác sĩ là cho phép. Luôn được đề cao, Bùi Thị Nga gặp chấn thương là một thiệt thòi cho đội bóng cũng như cá nhân bản thân chị. Chính vì vậy, việc quan tâm kịp thời của lãnh đạo, cán bộ cơ quan, Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc đã khiến cho sợi dây kết nối tinh thần và tình cảm đã tồn tại bấy lâu nay trở lại khăng khít hơn. Điều có lẽ là rất cần cho một vận động viên như Bùi Thị Nga vào lúc này. Chúng tôi luôn luôn chia sẻ, quan tâm. Do chấn thương gây ra, có lẽ lại khiến cho các vận động viên dễ bị tổn thương và suy sụp nhiều hơn. Bùi Thị Nga hiện đang là trụ cột của thông tin Liên Việt Postbank, đang ở đội 9 của sự nghiệp. Vì vậy, cái cảm giác phải là người ngoài cuộc đúng là rất khó để chấp nhận. Cái chấn thương này đến với em cũng rất là bất ngờ. Đến bây giờ thì em cảm giác em cũng chưa thể tiếp nhận được cái chấn thương đấy. Mà lại xảy ra trước khi đội lên đường thi đấu. Đứt dây chằng chéo sau trong một buổi tập cách đây khoảng 10 ngày, theo chuẩn đoán của bác sĩ. Với chấn thương này, Nga ít nhất mất khoảng 5-6 tháng để tập luyện và hồi phục sau khi tiến hành ca phẫu thuật. Tuy nhiên, việc bình phục chấn thương và trở lại thi đấu lại phụ thuộc nhiều vào tinh thần và thái độ của chính bệnh nhân. Cũng có một vài lần suy nghĩ là hơi bi quan một chút, nhưng mà cái tinh thần chiến sĩ, tinh thần thể thao đã giúp em lấy lại được cái sự lạc quan trong cuộc sống. Nhiều đồng nghiệp và cổ động viên nói Bùi Thị Nga là may mắn. Chị may mắn là vì được đào tạo trong môi trường mà tinh thần và sự đoàn kết. Nếu gọi chấn thương là kẻ thù không đội trời chung của các vận động viên thể thao, có lẽ là không sai. Chấn thương không chỉ khiến các vận động viên bị hành hạ, đau đớn về thể xác, mà đôi khi những dư chấn về tâm lý